lành của Thánh Thần, nên các ngài đã kiên tâm chịu gian lao đau khổ, quyết một lòng theo Đức Kitô trên con đường thập giá, và hy sinh đến giọt máu cuối cùng. Các ngài đã chấp nhận lên hạt lúa gieo vào lòng đất, để Hội Thánh Việt Nam thu lượm được mùa lúa dồi dào. Nay Hội Thánh lại dâng các ngài lên Chúa như hoa quả đầu mùa để cảm tạ tri ân. Các ngài đã yêu mến quê hương, xin cầu cho đất nước được an vui hạnh phúc, và góp phần xây dựng một thế giới hòa bình. Các ngài đã cam lòng chịu chết mà không oán hận, xin cầu cho đồng bào mọi giới biết thương yêu đùm bọc lẫn nhau. Các ngài đã hy sinh tất cả vì đức tin, xin cầu cho mọi Kitô hữu biết sống và chia sẻ niềm tin của mình. Lạy các thánh tử đạo Việt Nam là những bậc tiền nhân đã hoàn thành sứ mạng, xin chuyển cầu cho chúng con là con cháu được noi gương các ngài, biết đem lòng bác ai mà dân thân phục vụ, để một ngày kia trên thiên quốc chúng con được hợp tiếng với các ngài. Ta ngợi tạ ơn Chúa muôn đời vinh hiền. Amen. Nhân Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Amen. Nguyện xin ơn sủng của Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Và ở cùng cha. Kính chào sơ, kính chào quý ông bà và anh chị em. Kính chào cha. Hàng ngày, hàng tuần, đôi khi có những lúc hàng giờ, chúng ta nghe lời Chúa. Lời Chúa như hạt giống rơi vào tâm hồn chúng ta. Hạt giống đó có chuyện nở, phát sinh, sinh mầm nổ được hay không? Đó là tâm thái của mỗi người chúng ta. Đôi khi chúng ta bóp nghẹt nó. Đôi khi chúng ta không có đủ sức mạnh để làm cho nó lớn lên. Đôi khi hạt giống chúng ta, lời Chúa rơi vào tâm hồn màu mỡ, đó là tất cả tâm thái của chúng ta. Hôm nay bài phúc âm nói về hạt giống lời Chúa. Với tâm tình đó, chúng ta bước vào thánh lễ, xin ngài hãy thánh hóa tâm hồn chúng ta để trở thành thửa ruộng màu mỡ để đón nhận hạt giống
lời Chúa và tâm hồn. Và trong thánh lễ này chúng ta cũng cầu nguyện cho hai linh hồn Maria. Một linh hồn Maria mới qua đời bên Việt Nam và một linh hồn Maria mới hôm nay lễ dỗ. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta. Xin Thiên Chúa toàn năng, thương xót, tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Amen. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, xin tỏ lòng nhân hậu với các tín hữu Chúa và rộng tay ban phát mọi ơn lành, để chúng con thêm lòng tin cậy mến và chuyên cần tuân giữ những điều răn Chúa truyền dạy. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen. Khởi đầu sách tin Jeremia. Lời của Jeremia, con trai của Hensia, thuộc gia tộc Tư Tế, định cư ở Anathoth, thuộc lãnh thổ Gen-ba-min. Có lời Chúa phán cùng tôi rằng, trước khi tạo thành ngươi trong lòng mẹ, ta đã biết ngươi, và trước khi ngươi ra khỏi lòng mẹ, ta đã hiến thánh ngươi, ta đã đặt ngươi làm tiên tri cho các dân tộc. Và tôi đã thưa lại: A, a, lạy Thiên Chúa, con đâu có biết ăn nói, vì con còn con nít. Nhưng Chúa phán cùng tôi rằng, ngươi đừng nói con là con nít, vì ngươi sẽ đi đến với những kẻ ta sẽ sai ngươi đi. Ngươi sẽ nói mọi điều ta sẽ truyền dạy ngươi nói. Ngươi đừng sợ họ, vì ta sẽ ở với ngươi để bảo vệ ngươi. Chúa phán như thế. Và Chúa giơ tay sờ miệng tôi và nói với tôi rằng, đây ta đặt lời ta vào miệng ngươi. Đây hôm nay ta ban quyền cho ngươi trên các dân tộc và trên các vương quốc, để ngươi lật đổ và đập phá, phân tán và tiêu diệt, xây dựng và vun trồng. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa. Xin kính mời cộng đoàn cùng đọc đáp ca. Lạy Chúa, miệng con sẽ kể ra ơn Ngài giúp đỡ. Lạy Chúa, con tìm đến nương nhờ Ngài, xin đừng để con tùy hồ muôn đời. Theo đức công minh Chúa, xin cứu nguy và giải thoát con. Xin ghé tai về bên con và giải cứu. Lạy Chúa, miệng con sẽ kể ra ơn Ngài giúp đỡ.
xin trở nên thạch động để con dung thân và chiến lũy vững bền hầu cứu độ con. Vì Chúa là đa tàng, là chiến lũy của con. Lạy Chúa con, xin cứu con khỏi tay đưa ác. Lạy Chúa, miệng con sẽ kể ra ơn Ngài giúp đỡ. Bởi Ngài là đấng con mong đợi, thân lạy Chúa, lạy Chúa, Ngài là hy vọng của con từ hồi thanh xuân. Ngay từ trong bụng mẹ, con đã ép mình vào Chúa. Từ trong thai mẫu, Chúa đấng bảo vệ con. Lạy Chúa, miệng con sẽ kể ra ơn Ngài giúp đỡ. Miệng con sẽ loan truyền sự Chúa công minh và suốt ngày kể ra ơn Ngài giúp đỡ. Lạy Chúa, Chúa đã dạy con từ hồi niên thiêu và tới bây giờ con còn kể những sự lạ của Ngài. Lạy Chúa, miệng con sẽ kể ra ơn Ngài giúp đỡ. Xin kính mời cộng đoàn cùng đứng. Alleluia, Alleluia. Nếu ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy, và Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, và chúng ta sẽ đến và ở trong người ấy. Alleluia. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Ma-thêu. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Ngày ấy Chúa Giêsu ra khỏi nhà và đi đến ngồi ở ven bờ biển. Dân chúng tụ tập quanh người đông đảo đến nỗi người phải xuống thuyền mà ngồi. Còn tất cả dân chúng thì đứng trên bờ. Và người dùng dụ ngôn mà nói với họ nhiều điều. Người nói: Này đây có người gieo giống đi gieo lúa, trong khi gieo có hạt rơi xuống vệ đường, chim trời bay đến ăn mất. Có hạt rơi xuống trên đá sỏi, chỗ có ít đất nó liền mọc lên, vì không có nhiều đất. Khi mặt trời mọc lên bị nắng gắt, và vì không đâm rễ sâu nên nó khô héo. Có hạt rơi vào bụi gai, gai mọc um tùm nên nó chết nghẹt. Có hạt rơi xuống đất tốt và sinh hoa kết quả. Có hạt được 100, có hạt được 60, có hạt được 30. Ai có tai thì hãy nghe. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Kính thưa quý bà và anh chị em, hầu như chúng ta có kinh nghiệm làm nông, hay là chúng ta có cơ hội sống dưới miền quê ở Đức Úc, đất đai thì rộng lắm, bao la. Và cứ mỗi tới cái mùa gieo giống, người ta mong đợi là phải có những cơn mưa rào, những cơn mưa làm cho nó thấm đất, để rồi từ nơi đất đó có thể làm hạt giống mềm đi, có thể làm hạt giống thối nát đi với sức nóng của đất, với sự chăm sóc của trời, và hạt giống mới nảy mầm. Chúng ta đó là cái vấn đề tự nhiên. Ai trong chúng ta cũng muốn điều đó khi mà gieo hạt giống. Và những người làm nông đó, những người nông gia, khi họ gieo hạt giống xuống thì họ có tâm tình cầu nguyện mưa thuận gió hòa, làm sao đến mùa gặt đâm bông kết trái, hạt được 160 hoặc 30. Tất cả những điều đó họ đều có tâm tình cầu nguyện, tại vì tôi sống như đó, tôi đều biết. Khi họ gieo giống, họ đều đi đến nhà thờ, họ cầu nguyện cho có mưa. Và khi mà đến ngày gặt thì họ
trên phố họ trở về, con cái tụ tập lại, nhà thờ lại đông đúc thêm. Rồi họ cũng cầu nguyện tạ ơn Thiên Chúa cho một mùa họ bội thu. Tất cả những tâm tình đó là người gieo giống họ cảm nghiệm được, nông gia người ta cảm nghiệm được. Và cái đó là lẽ thường tình mà thôi. Hôm nay chúng ta vừa nghe Chúa Giêsu, người gieo giống, đây là một người gieo giống quả là hơi phung phí. Không biết miếng đất nó nằm ở đâu, không biết miếng đất nó có nhiều đất, nhiều đá, nhiều gai, hay miếng đất tốt, không mà cứ gieo. Gieo một cách phung phí như vậy, thì chúng ta thử hỏi cái người này có biết tính toán không? Thật sự là không. Và đôi khi, cái người này đôi khi còn chúng ta cảm thấy là không có trí để mà suy nghĩ từng hạt giống mà những người nông gia họ chăm sóc rất kỹ càng. Họ như một người đánh cược là khi họ tu tập tất cả hạt giống đó, họ gieo bao nhiêu đất như vậy thì cả mấy trăm ngàn đô một mùa gieo giống như vậy. Nếu mà thất thu thì họ sẽ phá sản. Thế người gieo giống trong vụ ấm ngày hôm nay có thể họ bị phá sản. Họ không thu hoạch được gì hết. Bao nhiêu hạt giống rơi vào đất tốt, bao nhiêu hạt giống rơi vào vệ đường đều chết hết, không sinh hoa kết quả. Chúng ta thấy lời của Chúa quả là mầu nhiệm, quả là hồng ân, như cơn mưa rơi xuống cho tất cả mọi người, cho những người tốt hoặc người xấu, cho những người đạo đức hay những người tội lỗi, trên vẻ đường, nơi đất sỏi hay nơi mặt đất phù nhiêu, đều rơi xuống hết, đồng đều. Thiên Chúa không phung phí, Thiên Chúa mưa hồng ân xuống tất cả những điều đó. Cái thái độ tâm tình chúng ta đón nhận mới là quan trọng. Đón nhận để chúng ta biến nơi đất sỏi tâm hồn chúng ta trở thành miếng đất màu mỡ. Nơi bụi gai chúng ta ham mê thế gian tiền của, bóp nghẹt bởi những thú vui này nọ, mà chúng ta biến đổi trở thành mảnh đất màu mỡ mới đáng nói. Từ đó chúng ta mới cảm nghiệm được mưa hồng ân của Thiên Chúa, hạt giống của Thiên Chúa, Ngài gieo đó cho chúng ta có cơ hội để phát triển, có cơ hội để sinh mầm, có cơ hội để bông lúa trổ bông. Tất cả những điều đó Ngài cho chúng ta cơ hội, và mưa thuận gió hòa, tất cả điều đó là cơ hội mà lời Chúa đã mang lại chúng ta. Chúng ta có đón nhận và thấu hiểu một cách chu đáo để chúng ta thực hiện và làm cho hạt giống thối đi, nát đi và sinh hoa kết trái trong tâm hồn của chúng ta. Đó mới là cái điều quan trọng. Người gieo giống là Thiên Chúa, lời của Chúa Ngài ban phát cho tất cả. Hàng ngày chúng ta nghe lời Chúa, hàng tuần chúng ta nghe lời Chúa, chúng ta có để lời Chúa được thấm nhuần trong tâm hồn chúng ta hay không? Hay là bị đá sỏi, bị bụi gai bóp nghẹt, nắng thiêu đốt bởi những thú vui, những trần tục, những tội lỗi, những băn khoăn khó khăn trong cuộc đời làm trôi chảy đi lời Chúa, không đâm rễ sâu trong tâm hồn, để rồi tâm hồn chúng ta trở thành khô đá, chai đá, như những mảnh đất không màu mỡ. Thật sự, tâm hồn chúng ta đôi khi cũng như vậy, cũng lạnh lẽo, cũng đóng băng, đôi khi cũng không ấm áp, cũng mang sức nóng của lời Chúa lan tỏa đến người khác, đôi khi cũng bị đóng lại. Đó là tất cả những thời gian, những tâm tính, những hành động chúng ta làm trong một ngày, trong một tháng, trong một năm hay cả cuộc đời chúng ta. Đó mới là điều quan trọng, để từ đó đến ngày cuối cùng, ngày gặt hái, cái mảnh đất của chúng ta có chỗ sinh đủ hoa trái hay không? Có đủ 30 hạt giống hay không? Có đủ 30, 60 hay 100 hay không? Tất cả điều đó là chúng ta hãy trả lời với Thiên Chúa trong ngày gặt. Amen.
Lạy Chúa là Chúa cả trời đất, chúc tụng Chúa đã rộng ban cho chúng con. Bánh này là hoa màu ruộng đất và công lao của con người. Chúng con dâng lên Chúa để trở nên bánh trường sinh cho chúng con. Chúc tụng Thiên Chúa đến muôn đời. Lạy Chúa là Chúa cả trời đất, chúc tụng Chúa đã rộng ban cho chúng con. Rượu này là sản phẩm từ cây nho và công lao của con người. Chúng con dâng lên Chúa để trở nên của ơn thiêng liêng cho chúng con. Chúc tụng Thiên Chúa đến muôn đời. Anh chị em hãy cầu nguyện đây, hy lễ của tôi cũng là của anh chị em, được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận hy lễ bởi tay Cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa và mưu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Chúa là Cha nhân từ, Chúa đã dùng hiến tế duy nhất của Đức Kitô trên thập giá làm cho các hy lễ theo luật Môsê được đầy đủ ý nghĩa. Xin thánh hóa lễ vật chúng con dâng với cả tâm hồn thành, cũng như xưa Chúa đã vui lòng thánh hóa lễ vật của Aben. Nhờ đó hiến lễ mỗi người chúng con dâng lên để tôn vinh danh thánh sẽ giúp mọi người đạt tới ơn cứu độ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng Cha. Hãy nâng tâm hồn lên. Chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Thật là chính đáng. Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Với lòng yêu mến thiết tha, chúng con ca ngợi người chịu chết. Với đức tin sống động, chúng con tuyên xưng người sống lại. Với niềm cậy trông vững vàng, chúng con trông đợi người đến trong vinh quang. Vì thế, lạy Chúa, cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con hợp tiếng ca ngợi Chúa và không ngừng tung hô rằng: Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo binh. Trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời. Chúc tụng đấng ngự đến nhân danh Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời. Lạy Chúa, Chúa thật là đứng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn, bẻ ra trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này
mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến. Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ này để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con, được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con, khi thông phần mình vào máu Đức Kitô, được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến Hội Thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, để kiện toàn Hội Thánh trong Đức Mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Francisco, Đức Tổng Giám mục Timothy, Giám mục Phụ tá Donald chúng con, và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin nhớ đến hai linh hồn Maria mà chúng con dâng lễ cầu nguyện hôm nay, các linh hồn chúng con cầu nguyện thường xuyên, các thành viên của cộng đoàn chúng con đã ra đi trước chúng con và các linh hồn trong luyện ngục. Xin ban cho kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Chúng ta thinh lặng trong một giây lát. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh cả Giuse, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô, con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Vâng, lần chưa kêu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta dám nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đã thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đừng cứu độ chúng con. Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội lỗi chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đã thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa, Chúa hằng sống và hiền tri muôn đời. Amen. Bình an của Chúa ở cùng tất cả anh chị em và ở cùng cha. Chúng ta hãy chúc bình an cho nhau. Lạy Chiến Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Chiến Thiên Chúa,
đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con. Đây Thiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Thiên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Bỏ ngài con đi với ai?
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, xin phù trợ chúng con là đoàn dân Chúa. Chúa đã lấy bánh bởi trời mà nuôi dưỡng chúng con. Xin cũng giúp chúng con từ bỏ nếp sống cũ và hân hoan bước vào đời sống mới. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng, Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em đi bình an. Tạ ơn Chúa. Cảm ơn sơ, cảm ơn quý bà và anh chị em. Chúc quý vị một đêm bình an. Cảm ơn Cha. Và có một thông báo thứ sáu ngày 26 này là ngày mốt là ngày lễ dỗ của Cha Ca 2 năm. Và chúng ta có làm lễ dỗ ở đây. Xin mời chúng ba chúng ta đến tham dự cầu nguyện cho Cha. Cảm ơn. Lòng con sao xuyên.